Chào các anh em nhé. Ở đây nhá, thì lâu rồi tôi quay lại cái video của mình này. Thì hôm nay mình ghi là phần ký họa. Mình sẽ nhắc lại ký họa dành cho những bạn nào mới tập nhá, những bạn nào mới tập và chúng ta làm quen, chúng ta chưa biết cái gì thì mọi người nên nhớ là chúng ta phải tập nét đầu tiên. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, tức là những cái nét ấy mà anh em mình ấy sẽ hay dùng trong đó. Còn chất liệu là chúng ta sẽ sử dụng một số loại nét khác thì chúng ta lại tả chất. Còn đây là chúng ta sẽ tập làm với các dạng nét. Sau khi các bạn đã đi quen nét rồi ấy, chúng ta sẽ đi vào bài, chúng ta vẽ nó sẽ dễ dàng hơn thôi. Hai nét phổ thông đầu tiên là nét dọc thẳng và nét dọc ngang. Đây, lát nữa mình sẽ đi thêm các ô trên này nhé. Cố gắng là anh em làm sao ấy, mọi người đưa cái tay của mình khoảng cách cho nó càng đều thì càng tốt. Đó, mình đi rất là chậm. Thấy không nào? Tiếp theo là các nét nối nhá. Đó, các nét nối này. Đấy, khoảng cách các bạn cho nó đều một chút, cho nó đều một chút, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn, nó sẽ ổn hơn. Cái này thì các bạn có thể sử dụng các dạng bút như là bút mực nước. Mình còn phổ thông hơn là có lúc mình sẽ dùng cái bút A còng, bút chữ A. Nó bút bình thường thôi là cũng được. Còn ai mà chuyên dụng hơn, chúng ta có thể dùng cái bút vẽ kỹ thuật trong kiến trúc hay là đi ký họa, mọi người sẽ có loại bút đấy. Loại này chúng ta đan thành các bảng như các tấm phiên ấy. Đó. Cái loại nét này các bạn có thể sử dụng chúng ta vẽ mây nhá. Còn bên kia thì chúng ta vẽ những cái phần trong bóng tối cũng được. Còn các nét dọc và các nét xiên thẳng xuống hay là ngang các bạn có thể sử dụng vào trong việc làm bóng. Một loại nữa là nét cong. Nét cong lên này các bạn có thể sử dụng trong việc vẽ các mái nhà, đình, chùa chúng ta đi vào ký họa. Tiếp theo nữa là chúng ta sử dụng các nét cong. Nhìn này, nhìn đấy, các bạn để ý là chạy. Đó thì chúng ta thì có thể sử dụng cái nét này trong việc chúng ta tả gỗ. Đó, các nét cong uốn uốn này. Nó có các mấu xoáy. Ngược với cái số 3, tức là chúng ta cong ngược lên trên thì các bạn sẽ được lá cây, chúng ta tạo lá cây nhé. Đó, những cái phần đậm ở dưới các bạn nhấn đậm lên
phần trên càng lên cao thì cái ngọn cây ấy, cái phần lá nó nhô lên bắt ánh sáng nên bao giờ nó sẽ nhạt hơn. Cái phần cuối cùng của chúng ta này chúng ta đan nét. Các bạn có thể đan nhiều lớp hơn. Đây mình đan hai lớp tượng trưng. Vẽ một cái chậu cây chẳng hạn để sử dụng. Các nét vừa tạo xong nét cong đấy, nét số 8 để chúng ta tạo thành lá cây. Trước tiên thì mình dựng cái này trước. Dựng hình bằng cái lọ ánh sáng chúng ta bên trái sang thì chúng ta có thể nhấn đậm một chút. Nét chúng ta có thả ra được. Là nét cách, nét là nét cách. Các bạn có thể sử dụng nét cách nó biến tấu từ nét số 7. Đó. Và chúng ta sẽ tạo các lớp lá thôi. Phần khu vực nào đậm hơn các bạn có thể đi lại lớp thứ hai hoặc là các bạn nhấn nháy vào đó. Và sau khi xong rồi thì anh em sẽ sử dụng cho mình là cái phần tả cây như cái gốc cây này chẳng hạn. Mình vẽ một cái gốc cây thì chúng ta áp dụng các nét dọc xuôi xuống hoặc là các nét số 4 để tạo cái gỗ chẳng hạn. Đó. Nên xác định bên tối và bên sáng thì mình làm ánh sáng bên này là ngược lại cho nó thay đổi chút. Thì bên tay trái của chúng ta sẽ đậm và những cái phần nó gập vào trên thân cây, phần lõm vào nó sẽ đậm, nét chúng ta sẽ mau hơn. Đó, phần nhô ra các bạn luôn để sáng theo quy luật của ánh sáng, phần gồ ghề nhô ra ngoài thì bao giờ nó sẽ sáng hơn nha. Thì anh em thấy video hữu ích
hay thì chia sẻ cũng như là follow ủng hộ cho mình để mình sẽ ra các video tiếp theo nhé. Và nếu các bạn cứ tập luyện, cố gắng tập luyện theo một cái hướng như vậy thì các bạn sẽ làm được thôi. Đây mình sẽ vẽ thêm những hòn đá hay là những viên sỏi nhỏ chẳng hạn, và một chút cỏ đây. Đó, một cái lá gạch thôi, đơn giản. Về ký họa chúng ta có rất là nhiều dạng. Đầu tiên chúng ta làm quen với dạng nét, rồi chúng ta tả chất, ta học bố cục, học luật xa gần. Và các bài sẽ từng bài, các bạn theo một cái quá trình thì các bạn sẽ làm quen và các bạn sẽ làm được thôi. Cảm ơn các bạn xem video nha.